Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Napcam. Rồi hôm nay thì mình sẽ review qua cái hành trình kỳ quan giới thiệu con Hoa Kình Belinda. Phần thưởng chính chính là 10 vé ngắm đền các bạn. Rồi chúng ta có các phần thưởng phụ như sau, thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình. Đây là cái con Belinda, nó thấy đang bị đổ nát tùm lum nè. Sau đó thì mới nói chuyện với cha Bonmer, tổng giám mục ánh sáng. Sau ông đó thì ông mới chỉ đường cho Belinda là có một cái con đường để kiểu như là chỉ đường cho Belinda đến với nơi mà có sức mạnh các bạn. Rồi người ta đang dẫn đường cô ấy đi nè. Dân làng đang bị khát nước nhờ xô tan cái bóng đêm này. Các bạn, đây là một cái hành trình kỳ quan giới thiệu sự ra đời của con Hoa Kình Belinda. Do đó thì cái hành trình kỳ quan này nó sẽ không có khó nha các bạn. Về độ khó thì hành trình kỳ quan này nó không khó, chê, không khó các bạn. Dễ thôi, chủ yếu là nó giới thiệu cái hành trình cái con tướng này nó trải qua và để nó thức tỉnh nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tới nói chuyện với dân làng. Rồi ánh sáng thần thánh đã xua đuổi được cái sương mù này. À, đi đường này không được, chúng ta sẽ đi đường vòng qua đây. Belinda đã bị mất kết nối với ánh sáng các bạn. Rồi chúng ta có cái đền thờ này. À, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn bị mất đi sức mạnh nữa các bạn. Giờ đó thì có động lực để thức tỉnh, đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ chạy xuống đây. Bấm vào cái đền này. Nhân danh ánh sáng, chắc hẳn các bậc tiền bối để lại bia. Cái bia nó đã lụi tàn luôn rồi. À, cái kiểu là mỗi lần nó chạm vào cái này thì nó lại mất cái kết nối với ánh sáng một lần các bạn. Đó, bây giờ nó mất nè, giờ chúng ta lại kích hoạt tiếp bằng cách chạm vào cái này nè. Ok, đã hiểu nha. Kết nối này, kết nối một chạm các bạn, chạm lần thứ hai nó sẽ mất ha. Ok, chúng ta sẽ kết nối. Sau đó mình qua mình giúp dân làng chỗ này. Trời, Phượng cũng phải khóc luôn các bạn. Rồi chúng ta giúp dân làng. Ok, bấm vào đây. À, đi tìm đứa con thất lạc của mình. Phượng đang nhờ chúng ta đi tìm tìm Asta. Ta bấm vào đây để kết nối ánh sáng. Rồi bấm vào đây các bạn. Movus là kiểm lâm mà. Chúng ta lại có thêm một cái nhiệm vụ tiếp rồi. Ở đây là cái gì các bạn? Cứ thử xúc nguyên cái vàng này xem chuyện gì xảy ra không nhé. Rồi nổi đi nào Phượng, chối ló quá đúng không các bạn? Thời điểm mà con tướng này ra mắt thì nó rất là chối ló và hoành tráng ha. Ok, thử bấm vào đây. Rồi, xong một chỗ các bạn. Giờ chúng ta sẽ tới đây. Xua tan sương mù.
Rồi bấm vào đây các bạn. Đó, lại lấy kết nối với ánh sáng tiếp. Sau đó chúng ta sẽ qua đây tìm đứa con bị thất lạc cho A Phượng các bạn ha. Được chưa ta? Chưa được. Thế nào chúng ta cũng sẽ có thêm một cái con bot nước mới các bạn. Mỗi lần có một con tướng thức tỉnh là chúng ta lại có thêm một con bot nước. Ủa cái gì vậy? Ông làm sửa cầu hết hồn các bạn, tưởng gì? Rồi bị sát thối xâm chiếm hết rồi các bạn. Rồi chúng ta lại đánh cái này tiếp nè. Lùm các bạn. À, Asta đi rồi. Chạy về đi, chạy về đi, chạy về đi, chạy về, chạy về. Đã gặp được Asta. Wow, con này gì lửa không vậy? Hộ vệ nguyên tố lửa đang ở đó hả? Hai con cùng nổ trối lóa luôn. Lụm các bạn. Ok, chỗ đó nó đang bị trối lóa không biết có qua được không, thì mình sẽ thử lên trên này. Hết đường nó đi rồi các bạn, giờ chúng ta sẽ ban vô đây ha. Ban được không? Ghê. Ghê các bạn. Ghê. Đi xuyên qua cái vùng lửa luôn. Đây, lấy cái huy hiệu lửa. Hộ vệ nguyên tố. Rồi. Được. Ghê các bạn. Lên. Ghê quá. Thật là vĩ đại các bạn. Rồi, lấy được 10 cái vé đền rồi các bạn. Giờ chúng ta sẽ chiến mấy cái chỗ tào lao một xíu thôi. Ta có con qua trình Belinda nằm dưới kìa. Thả vô cho nó nụ cho đẹp mắt nha. Rồi, nhìn khác liền các bạn, cắt bọt liền ha. Hồ ông đi ra đi. Giờ ta đã có sức mạnh, ta đã cân mọi thứ rồi hả các bạn? À, Biona dựa vào cái đức tin của mình các bạn, dựa vào đức tin của mình đã vượt qua gian khó, vượt qua những ngọn lửa ha. Cô ấy đã dựa vào cái đức tin của mình các bạn, thật là vĩ đại. Nãy giờ nhỏ chưa nổ được lần nào luôn á. Ok. Rồi đã xem full quà chưa các bạn? Full quà rồi các bạn. À, ở đây chúng ta chưa thấy cái con bot đâu các bạn ha. Đúng ra thì thường thường thì có tướng ở Hoa Kình xuất hiện thì sẽ có bot, đằng này thì không thấy bot ta. Tính qua này xúc mấy con tướng địa ngục chơi mà nó không cho mình tới thì mình sẽ mồ ở đây, mình xúc thử mấy tướng địa ngục này nổi không nhé, phải cứu người dân chứ.
Nhìn tướng đi kìa. Chiến được, chiến được các bạn. Để cứu người dân chứ, người dân giúp mình mà. Nổ. Cứu không các bạn? Người dân giúp mình thì mình phải tiêu diệt để cứu lại. Về các bạn thì cái hành trình kỳ quan mới Bình Minh Huy Hoàng đã kết thúc rồi đó các bạn. Khá là dễ. Thường thường thì những cái hành trình kỳ quan giới thiệu tướng này không khó, chủ yếu là nó giới thiệu cốt truyện tại sao cái con tướng nó lại được thất tỉnh thôi các bạn, để chúng ta nắm. Chứ thực sự thì những cái hành trình kỳ quan kiểu này nó không hề khó nha. Ủa, nhà của ông này sao rồi? Ông đi luôn mất tiêu rồi, buồn thế. Về lại nói chuyện với ông Bulmer thử. Con thức tỉnh rồi nè, hỡi cha ơi. Con về rồi. Ủa vậy thôi hả? Không mừng hết cha. Để mừng chứ. Rồi, xàm như ra đủ rồi các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.